được. Rồi em thấy trong người sao? Ờ, 5 chiếc đũa sao? Em không có quần áo bận. Hả? Em không có quần áo bận. Không có quần áo bận hả? Em bận đồ gắn không à. À. Ờ, cũng như quần thì nó lộn trái nó bỏ gắn hay chưa. Rồi quần bề phải á, nó làm bộ cái nó bôi tinh trùng. Cho nên là em làm bộ cũng như em nói xin thầy mẹ đó. Ừ. Em làm bộ cái em lộn phải là em bận hết. Em chống cơn nhiều quá. Thì cái thầy mẹ đừng cho chống cơ đó. Ừ. Thì cái em nói không sợ quá, cũng cho bán luôn à. Chứ không lẽ bạn bề trái cái đó là bạn da rắn hiểu không anh? Thôi đừng nói bậy em ơi, không có rắn, ai đâu bỏ rắn trong đồ em chi. Không có, con nhỏ đó nó đặt nó dữ lắm, nó nhỏ, con nhỏ đó là cũng như là nó. Dạ, cảm ơn gì. Còn cái gì trời? Để em giới thiệu trước nè. À, thưa quý vị, đó lần này là lần thứ hai mà Tuấn Vĩ được tiếp xúc với Hiếu. Thì cái biểu hiện của Hiếu như vậy đó, cho nên là mọi người coi thử coi có cái thầy nào, có ai đã từng bị những cái triệu chứng đó và những cái căn bệnh thế này thì mét dùng để cứu giúp với cho gia đình. Gia đình bây giờ thật sự mà nói là đang rất là cầu khẩn. Như quý vị thấy này, gia đình rất là có điều kiện, chứ không phải không có điều kiện. Gia đình không có hề yêu cầu hay là gọi là yêu cầu giúp đỡ cái gì hết. Chỉ mang một tội là Hiếu nó bị bệnh vậy nè quý vị. Hiếu bệnh. À, Hiếu, để Hiếu trong người có khỏe không? Trong người Hiếu có khỏe không? Thì anh hỏi nè, hỏi nghiêm túc nè. Hỏi Hiếu nghiêm túc nè. Trong người có khỏe không? Con người. Bây giờ Tết rồi nha, Tết là phải vui vẻ chứ không phải như trước nha. Ông không có đập phá rồi này kia nha. Nghe không? Phải vui vẻ nghe, phải vui vẻ đó. Biết chưa? Tết rồi. Mày mình hát bài nha Hiếu ha. Dạ đi. Ca nha. Mỗi đứa một câu nha. Có nhớ lời không? Có nhớ lời không? Gì? Có nhớ là bài hát không? Theo. Rồi, anh hát thấp cho Hiếu Hảo cho Hiếu hát theo nha. Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đổ, anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình. Cái gì trời? Rồi hát đi em. Hay là vậy em hát trước nha, em hát trước ha. Thì sao? Cái gì vui dữ trời? Hôm nay ngày gì mà vui dữ vậy? Hôm nay ngày gì mà em vui dữ? Là bây giờ em hát này. Em hát. Rồi cho em hát trước rồi lấy giọng nha. Chuyện tình ngày xưa em trách anh hận hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai đang hết mà. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, chia ly nào hay ai biết được tình đời. Giờ tim ở đâu, ánh mắt xanh thuở nào, có còn trong bóng ai như đêm về cô đơn. Đừng có cười, để anh hát cho. Em muốn vô được chỗ nào em vô nha. Mình phải vui vẻ lên nha. Em có khỏe mạnh không? Trong người em có khỏe mạnh không? Em khỏe mạnh. À, em khỏe mạnh. À, sao em cười hoài vậy? Em khỏe mạnh sao em cười hoài vậy? Em không tiền. Cái gì? Em không tiền. Không có tiền, hôm trước anh cho em tiền đâu rồi? Nói chơi chứ anh thuộc tiếng Anh nhiều không? Nói tiếng Anh nha. Ờ. Nói chơi chứ không được. Em cũng như em bị 5 chiếc đũa. Ừ. Tới thằng này á là nó cho máu hồng, thằng này nó giết chết lòng luôn. Được, ai đồ cho máu hồng, em đừng có nói tầm bậy. Rồi em á là mới một giọt máu hồng, rồi em mới không có đâu. Xin lỗi thầy, có 999 đó hoa hồng rồi thôi à. Ừ. Anh nói với em nè, hôm nay á là tụi anh từ trên Sài Gòn xuống luôn á, xuống để thăm em nè. Dạ. Rồi chúc Tết em nè. Cho nên là em phải vui vẻ lên chứ em đừng có nghĩ tầm bậy, nghe không? Từ từ mình hết bệnh. Dạ. Đúng không? Ừ, từ từ mình hết bệnh mình phải nha, vui vẻ lên nè. Ừ. Em nói anh Vĩ nghe. Ừ. Là anh Vĩ cũng như đừng có cho thuốc em nha. Em có bệnh, em sợ lắm. Hồi nãy là khi em trả lời là cái cặp hương vừa rồi cặp rắn đó. Ừ, đâu có anh đâu có cho em uống thuốc đâu. Anh Vĩ. Cũng như nó dâm lắm nó cho rắn. Ừ. Bây giờ em trả lời tới mi em sợ lắm, em sợ cho anh Thiên Long nó cũng như phóng xuống, cũng như là nó cũng như Mỹ nó không quen mà cho thuốc nữa. Ừ. Anh Dũng nó cho uống thuốc là Dũng hại thật, cái là nó ghét em cho uống thuốc thì em sợ lắm. À, cho uống thuốc không có cho em uống thuốc đâu có cho em uống thuốc, em khỏe mà đâu có gì đâu uống đừng thuốc. Đừng hại em nghe, là em kêu bác sĩ, em kêu bệnh viện, kêu nhà nước, nó kêu Dũng trả thù cho người viên, nhưng mà hai anh đang chừa gan thương tội nghiệp cũng như thầy cũng như tiền tới đó nha. Ừ. Nhưng mà nói tới đó chứ em tới đó cũng như ghét nó hại luôn. Ừ. Làm vậy đừng cho nha, em sợ lắm. Sợ nhưng mà Hiếu có biết mà bữa hổm nó kêu cho em thần tư xã nghiệp nó thích em tởm xã nghiệp không có uống thuốc đâu. Anh làm cái này á là để kiếm thầy mà giúp em á.
chứ không có cho em uống thuốc đâu. Dạ. Em sợ uống thuốc hả? Sợ em có bệnh. Ờ thì có bệnh gì đâu, uống thuốc gì? Em là em bác sĩ thế giới, em trị hết tất cả các bác bệnh luôn hết, đẩy ra đâu em thống kê để bữa nay tôi thầy nhiêu. Ừ. Trị hết cho 38.000 bệnh. Ừ. 38.000 bệnh. Ừ. 38.000 là cũng như lẻ tư, cũng như cùi bệnh. Ừ. Ừ. Rồi cho nên là cũng như sinh cũng như tràn trắng trong, rồi cũng như tràn trắng á, trắng á, cũng như trồng gà. Ừ. Rồi cũng như vàng sống ở hết. Ừ. Mà Hiếu có buồn chuyện gì không? Ừ. Có buồn chuyện gì không? Thì cũng tới đó bỏ đầu bỏ đuôi thì cũng đi ăn ý, ăn hết luôn bệnh luôn. Đi dọn cơm ăn, ăn cơm no rồi thôi chứ bây nó làm sao. Ừ, nhưng mà có buồn gì không? Có nó buồn hỏi gì liệt máy với lại lọt máy, anh trả lời nó giết em rồi làm sao? Trả lời là giết em hả? Rồi mấy nó cũng mấy kêu khều với là mấy kêu ấp tu dừa với mấy kêu cắt vậy thôi. Thôi anh hỏi thật em nè, em em có buồn cái gì không? Có sợ cái gì không? Không có tiền, hai ngày nay không có tiền. Đừng có nói lạng, anh đang hỏi em cái vấn đề khác. Em có buồn gì trong lòng không? Không, người kêu á là anh Vĩ lại cứu đi. Tại vì anh Tài nuôi anh Tài quá ghét. Cũng như nghĩ là kẹt trinh với anh Tài, mà cũng như bạn lớn lên với anh Cường. Ừ. Không có quen ngày nào hết. Cái cậu hai vợ bé ổng hại. Thôi cái... đừng có nói ai hại không hại gì hết á. Anh hỏi em có nhức đầu có gì không? Trời ông nội không có bệnh. Đừng cho thuốc chịu ông nổi. Kêu cho thuốc làm kêu cho lại ngàn thiên vẫn chơi em thích. Nhưng mà hai người làm tha. Là anh Vĩ gán đừng giết em, là em tha với là anh Dũng. Ôi trời ơi, tới cứu em mà đâu có ai giết em. Là kêu đâu, làm kêu luôn gán chịu à. Tới để giúp em, anh đang kiếm thầy á, em hiểu không? Không, kiếm thầy để giúp em. Em có bệnh, cái bệnh này là phải kêu chính phủ, rồi kêu chị qua cho ngàn viên nữ, và kêu bình cho ngàn viên nam, giết lâu lắm, em đâu có thích. Mẹ ơi, mẹ chặt nó vừa gắt cho anh Vĩ, cho anh Sơn đây mẹ. Anh Sơn, Ngọc Sơn á hả? Ngọc Sơn nè. Anh Sơn nó vừa gắt nước. Đây có tên Ngọc Sơn này. Ơ không sao, để cho con uống rồi, con uống rồi. Bé thì tới 11. Ừ. Cũng như cái loại người mà ăn hiếp á, cái loại người cũng như mà xóa mặt kiếp, cũng như mình buồn mình trách tuổi mình đó ha. Thôi đừng có nói ba cái chuyện như là trăng hằng tuổi là cũng như là nghiệp thứ 13. Không có nghiệp gì hết. Anh hỏi em nè, mấy người bạn học của em có nhớ không? Em còn nhớ bạn học không? Nhớ. Đứa nào đây? Anh Lợn. Rồi. À, anh Khoảng. Rồi. Với lại anh Lợn, anh Khoảng. Rồi ai nữa? Ok, anh Liêm. À, anh Nghĩa. Chị Diệu, chị Thu. Chị Thu Ba, chị Mãn. Rồi anh Khánh, chị Hương. Rồi chị My, rồi anh Tài. Hai. Hai. Rồi chị Trinh. Không được nhắm mắt, không được nhắm mắt. Mở mắt ra nhìn, mở mắt ra nói. Không được nắm. Không, để em... Nó đang suy nghĩ. Để em thấy đường. Bây, không được. Không được. Không được, không được, quen. Ồ, sao học ốp. Được. Mà nè, bạn học mà sao kêu bằng anh chị? Bạn học phải kêu bạn chứ. Cái gì? Bạn chứ sao anh chị? Cái gì? Ủa, bạn học chứ, bạn học chứ sao kêu anh chị? Học gì? Bạn học á, bạn học. Kêu tiếp nè, rồi anh Nhị. Rồi. Anh Nhị tới anh Sĩ hết rồi, rồi chị Trúc, chị Trinh chưa? Nè, quen. Mở mắt ra. Đừng làm vậy, Rồi. Rồi thầy chủ nhiệm hồi đó tên gì? Chủ nhiệm hả? Tấn Văn Hoa. Thôi, còn nhắm mắt nói được là gì? Đúng rồi. Mở mắt ra nhìn nó. Đừng khơn chị thôi. Thôi vậy anh về nha Hiếu nha. Về, về đi. Anh về nha. Nói chuyện là phải mở mắt ra chứ đừng có nhắm mắt kìa. Đi xuống đã về, kêu anh là cứu không cứu? Cứu thì cứu từ từ chứ. Nè anh đang quay để anh cứu đó. Anh quay đó quý vị thì cũng cũng rất là mong muốn, là sẽ có người cứu Hiếu. Đã nói là thầy kêu ở lại cứu em đi, cứu giùm đi, chắc là về nữa anh bị về nữa, ta kêu dân dẫn em về nữa. Hổm anh Dũng về á, cái em nói thôi cái kẹt trinh thấy không sao người hổng ăn cưới quá. Vậy kêu Ngọc là bọn nghe nhân dẫn quay sẽ để lợi đến gước vậy đó, sợ nó bán. Nó bán là bọn nó gái nó chơi hai thằng đi tới giết mà cái cặp ngực cũng không tạo. Không có ai giết được, bảy nói bảy giết không à. Cứ vậy thôi. Nó bán kêu anh Cường á. Không, bây giờ nè, hồi xưa á, lúc mà trong bàn học của em á, có ai thương em không? Có, cũng như hồi xưa đi học trước á thì anh Tài thương. Rồi sau này cái anh Hải thì em có thương, với lại anh Lệnh thương nhiều lắm, với lại anh Khách nhiều em, nhiều người thương vậy dữ vậy dữ vậy. Rồi em thương ai không? Cũng như nói đông đời bất cứ vật chồng nó bất thường chết, nói gì về đúng duyên nợ để nó cho ai. Chắc này nói anh Lành để đúng duyên nợ cho em, với chị Bắp để cho ai, người ta 4 tuổi để 4 tuổi. Thôi được rồi, nhưng mà hồi đó em có thương ai không? Đừng có nói chuyện, đừng có lãng. Thương khá nhất. Thương hả? Thương khá nhất được. Rồi có hôn chưa? Không biết nào hết trơn á. Chứ hôn biết nào hết trơn. Có chồng không à? Ờ. Cũng như bóng à. Dạ, vậy là chưa hôn, chưa nắm tay nhau chưa? Nắm tay nhau chưa? Nè, chưa có uống ly nước với anh Cường cũng đi cà phê nữa. Ừ. Ừ. Rồi với lại, không có anh Cường biết nào hết trơn á, rồi anh Lành cưới à. Ừ. Cũng như em đi học Cần Thơ về em đi ôn thi đó. Rồi cái mở ba em nói em nghĩ bảo về cũng như bà cứ bắt đầu bổ đi trước bà dụ á.
cái em nó tự tâm nó bảo về con gắn về thôi nha, là bỏ nó về cho có vô. Cái mẹ nói rủ ấy đi Cần Thơ ơi, đi Đà Lạt mất dạy mày đi hào đi muốn chết rồi. Cho anh hỏi nè, rồi trong nhà em thì em thương ai nhất? Trong nhà thương mẹ nhất. Bữa em nói em thương cha nhất. Không có, thương ba Nguyễn Văn Thiên cũng như có mình, có mình ba thương em mà ba chết rồi. Rồi cứ như không biết, không biết ba còn sống hay không đó. Cái cũng như thấy cậu Năm với mấy cậu nhóc ở trên Tây Ninh rồi mấy cái số á, thấy sợ ba còn bị bắt cóc thì cũng xưa, cũng như bị cậu Sáu giết thì chặt ngón chân, nó không dám nhìn ba rồi ổng giết, có đánh tập là sợ. Rồi đừng nói nữa rồi. Nhưng bây giờ là em trong nhà em bây giờ hiện tại bây giờ em thương ai nhất? Nói lại nghe coi. Cũng như giấc này cũng như trong lòng thì thương anh Tài nhất, cũng như anh Tài nuôi, mà cũng như chán mà tại anh Tài nuôi chị Liên hoài không ra, cũng như người người số cũng như em hỏi trong nhà em mà đâu hỏi người dân đâu. Là gì? Trong nhà em á. Nhà nhà làm sao? Trong người thân của em á. Người sao? Trong mẹ với mấy anh chị em của em á thì em thương ai nhất? Anh đánh lạc hướng em hoài đi. Có đánh đó là hướng đâu? Anh Dũng, anh muốn hỏi để xem phản xạ của em thế nào. Anh Vĩ là anh nào coi, Hiếu nhớ không coi? Hiếu nhớ không? Anh Vĩ là anh nào? Anh Vĩ đó. Đúng rồi, phải rồi. Chị quen em hoài nè. Mỹ Hiếu đẹp, rồi nó bay. Hiếu bắt đầu qua đường quá. Mỹ Hiếu mà. Không, nói thầy chứ, em có nghe bạn bè hôm nay nó cũng chia sẻ cái anh á. Như là nói vấn đề gặp thầy á thì nó là bị ma nhập hay là bị chủ quyền theo thôi, chứ chùa thì nó người chủ quyền. Thầy thì nó bị ma nhập, còn bệnh viện Tâm Thần á thì nó nói là giờ bị có loạn thần kinh. Rồi thì đúng rồi, cho nó là bệnh lạ hay là cái bệnh thì chưa gai gì đó. Chứ nói chung nói đi thì kêu về cũng không. Cũng chỉ e ngại cái vấn đề là trong cái quá trình đi qua bên kia thì có bị ức chế về thần, ức chế về tinh thần này kia gì không, sợ e ngại đó. Anh là nói chung ra tức là anh có hỏi á, là có bị quánh không á, thì nói chung hồi xưa ngày mẹ nấu là có bị tay rớt trái vũ sữa gì đó. Hồi còn bé bé đó. Tay là trái sữa mùa này sơ hè nó lớn trúng được cái đầu. Rồi đó còn ấm tay á. Hồi còn nhỏ tức là đi ấm tay đi cũng từng mỗi 5-6 tháng tức là. Dạ có đó à. Dạ có hết. Đang cũng sửa đến đầu. Mùa đó có bị rớt xong thì có khóc hay là có